Xin chào tất cả mọi người, vậy là chỉ còn một vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm 2015. Và theo truyền thống của người Việt Nam thì trước khi bước sang năm mới thì tất cả những gì đã xảy ra trong năm cũ, kể cả là điều tốt hay điều không tốt thì chúng ta sẽ đều bỏ lại hết phía sau để đón một năm mới tốt đẹp hơn. Có một truyền thống mà mình rất thích đấy là dọn dẹp hết nhà cửa trước khi năm mới bắt đầu, để khi bước sang năm mới thì chúng ta sẽ cảm thấy là làm mới bản thân mình hơn và tất cả mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới. Hôm nay trong lúc dọn dẹp thì mình đã tìm được rất nhiều đồ mình đã dùng hết trong năm vừa rồi. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những đồ mình đã dùng hết và sẽ có một review nho nhỏ về những thứ này. Mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhé. Sản phẩm đầu tiên đấy là gel tẩy da chết của Nhật Bản, tên là Natural Aqua Gel Care. Nếu mọi người theo dõi những video của mình từ video thứ 2 hay thứ 3 gì đấy thì mình có nhắc rất nhiều đến sản phẩm này. Khi mà mọi người muốn tẩy da chết thì có rất là nhiều lựa chọn. Mọi người có thể dùng những sản phẩm mà có hạt nhỏ li ti ở trong hoặc là dùng những sản phẩm gel như thế này. Vì da mình rất là nhạy cảm nên khi mình tìm được sản phẩm này thì mình đã rất là mừng. Vì cái này khi sử dụng thì da mình sẽ không bị đỏ. Thành phần của sản phẩm này thì cực kỳ thú vị. Đấy là nó sẽ như kiểu dạng nước. Và khi mà bạn massage lên trên mặt thì khoảng sau 1 đến 2 phút thì những tế bào chết sẽ dần dần đi ra khỏi da và sau đó chỉ cần rửa lại bằng nước. Mình đã sử dụng sản phẩm này được hơn 1 năm rồi và mình thực sự rất hài lòng. Sản phẩm này ở Nhật Bản thì cứ 6 giây được bán ra một lần nên là rất là tốt. Mình highly recommend cái này cho những bạn nào có da nhạy cảm. Sản phẩm thứ hai đấy là Bioderma. Cái này thì mình vừa dùng làm nước tẩy trang mà vừa dùng làm nước hoa hồng nữa. Cái này là một loại nước tinh khiết mà được sản xuất ra trong phòng thí nghiệm và đặc biệt là nó cực kỳ an toàn cho da nhạy cảm và lấy đi lớp make up ở trên mắt cũng như ở trên mặt rất là nhanh và sạch nữa. Mình đã dùng hết hai lọ của sản phẩm này rồi, một lọ to và một lọ này là để mình mang đi khi đi du lịch. Nếu mọi người hay đi du lịch thì mọi người có thể nhận thấy là khi mà ngồi trên máy bay thì rất là ngại rửa mặt ở trong nhà vệ sinh ở trong máy bay vì nó rất là chật. Và hơn nữa là mình không biết nữa, nước mình cảm thấy không được sạch cho lắm. Nên là khi đi du lịch thì mình sẽ mang bông tẩy trang và thêm cái lọ này nữa. Để khi mình muốn tẩy trang thì mình có thể dùng để tẩy trang. Và khi mình muốn chỉ là làm cho mặt mình cảm thấy mát hơn và refresh hơn thì mình sẽ dùng loại này. Sản phẩm thứ ba đấy là mặt nạ ngủ của Laneige. Cái này thì mình đã mua được chắc phải gần 2 năm rồi. Và mình mua khi mà lúc đấy mà tất cả mọi người đều khen cái sản phẩm này là cái này dùng rất thích, dùng cho da thì rất mát và sẽ cung cấp đủ nước cho da. Về cung cấp độ ẩm cho da thì sản phẩm này cực kỳ tốt. Trước khi đi ngủ thì chỉ cần apply một lớp rất mỏng trên da thôi và sáng hôm sau thì da sẽ căng mịn hơn rất là nhiều. Nhất là khi mà để vào trong tủ lạnh mà dùng vào một tối mùa hè thì cảm thấy rất là thoải mái, da cảm thấy tươi mát hơn rất là nhiều. Chỉ có một điểm trừ là có thể là do da mình quá nhạy cảm nên là mỗi lần sau khi dùng sản phẩm này thì đều có thêm 2-3 cái mụn ở trên mặt. Nên là mặc dù cái video này là MT's video nhưng mà mình sẽ vứt cái lọ này đi và mình không thể dùng thêm được nữa. Mình đã dùng được gần hết rồi, chỉ còn từng này thôi. Tiếp theo là mặt nạ của Tarte. Cái này là sản phẩm dùng thử mà mình có được khi mua đồ ở Sephora. Cái này là Tarte Amazonian Clay Double Detox Facial. Loại mặt nạ này thì có những hạt nhỏ li ti ở trong nên khi mà mọi người đắp mặt nạ lên thì có thể massage ở trên mặt từ 1 đến 2 phút, sau đó cứ giữ sản phẩm ở trên mặt khoảng đến 15 phút và sau đó rửa lại bằng nước sạch. Cái này thì mình rất thích bởi vì có những hạt nhỏ li ti ở trong nên là đắp mặt nạ và cùng lúc sẽ loại bỏ những tế bào chết ở trên mặt luôn. Nên là cái này mình chỉ dùng sản phẩm travel size thôi nên cũng không thể nói được là nó có thay đổi gì về làn da của mình hay không. Có thể là khi mình quay trở lại Mỹ thì mình sẽ mua một loại to hơn để dùng thử và sẽ nói cho các bạn biết là sản phẩm này dùng có tốt hay không nhé. Sản phẩm tiếp theo cũng là của Tarte. Cái này là mình không đọc nổi tên của sản phẩm nữa vì nó mờ hết rồi. Mình sẽ để tên sản phẩm ở dưới để cho mọi người có thể check nhé. Cái này cũng tương tự như là sản phẩm phấn của Make Up For Ever mà mình hay dùng. Cái này thì là những hạt phấn nhỏ li ti và cực kỳ mịn. Và khi dùng ở trên mặt thì sẽ làm giảm đi sự rõ của lỗ chân lông. Và hơn nữa là cũng có khả năng kiềm dầu rất cao. Sản phẩm ở trong thì rất tốt. Tuy nhiên là cái bao bì thì mình không thích chút nào. Vì mọi người có thể thấy là ở trên này chỉ có một lỗ rất nhỏ thôi để có thể lấy được sản phẩm ra. Và mỗi khi mình dùng thì mình phải
đóng cái này vào và mình phải đập rất mạnh ấy, thì phấn ở trong này mới có thể ra được ở trên cái nắp này để mình dùng. Và mỗi lần như thế thì rất là bất tiện, và một lần mình bực quá mình đã đập rất là mạnh và nó bị nứt mất một ít ở đây. Và mình vẫn còn một ít sản phẩm ở trong này, tuy nhiên là mình không thể nào mà lấy ra được. Và cái này là một điểm trừ duy nhất của sản phẩm. Ngoài điểm trừ này ra thì sản phẩm này rất tốt, nhất là cho những bạn có lỗ chân lông trên mặt hơi to một chút hoặc là có da dầu. Sản phẩm tiếp theo đấy là mascara của L'Oreal. Cái này là Voluminous Full Fiber Lashes. Sản phẩm này thì còn có chấm thấm nước nữa. Về mascara này thực sự không có gì đặc biệt cả, không làm cho lông mi dày hơn và dài hơn quá nhiều, chỉ là ở mức trung bình thôi. Và hơn nữa là cái bao bì của sản phẩm thì lúc đầu khi mới mua thì nhìn sẽ rất là đẹp, tuy nhiên là sau một thời gian dùng thì nó sẽ bị chóc ở những cái phần cạnh như thế này, và nhìn sản phẩm sẽ rẻ tiền hơn rất là nhiều. Sản phẩm tiếp theo cũng là mascara nhưng mà của Maybelline. Cái này là The Four Seas Volume Express. Cái này thì mình cực kỳ thích, mình đã dùng nó trong suốt, mình nghĩ phải 6 tháng gì đấy. Cái này thì sẽ làm cho lông mi dày hơn rất là nhiều, và hơn nữa là cái đầu cọ của nó thì hơi cong một chút nên sẽ dễ apply hơn rất nhiều và giữ cực kỳ lâu nữa. Tiếp theo đấy là mút kẻ mắt của L'Oreal. Nếu mọi người hay xem video của mình thì sẽ biết là mình hay dùng mút kẻ mắt màu đen của L'Oreal, và loại này thì là y hệt nhưng nó sẽ là màu nâu đậm. Mình rất thích sản phẩm này vì rất dễ dùng khi kẻ. Tuy nhiên là khác với cả màu đen, mình cũng hiểu tại sao mà hai sản phẩm giống nhau mà màu khác nhau mà lại cho ra hai kết quả khác nhau. Đấy là cái này thì khô cực kỳ nhanh và không giữ được ở trên mắt lâu như là L'Oreal màu đen kia. Và cái này thì mình nghĩ là mình dùng vẫn chưa hết, tuy nhiên nó khô rất là nhanh nên mình sẽ vứt đi và không dùng nữa. Sản phẩm tiếp theo đấy là SK-II Facial Treatment Essence. Cái này thì mình đã review rất kỹ ở trong video lần trước rồi, nên nếu mọi người muốn xem review lần trước thì mình sẽ link ở dưới này để cho mọi người có thể xem nhé. Tiếp theo là sản phẩm sữa rửa mặt của First Aid Beauty. Sữa rửa mặt này thì có lẽ là sữa rửa mặt thích nhất mà mình từng dùng, bởi vì nó cực kỳ nhẹ nhàng cho da, nhất là cho những người mà có da nhạy cảm như mình. Cái này thì mình hay dùng với cả Clarisonic Mia 2 của mình. Mọi người có thể thấy là mình đã cố dùng đến những giọt cuối cùng của sản phẩm này, bởi vì khi mà về Việt Nam thì không biết là mình sẽ bắt đầu dùng cái sản phẩm gì nữa. Mà khi mà dùng hết thì mình đã rất tiếc, bởi vì khi mà ở châu Âu ấy thì mình không thể tìm được loại này nữa. Nhưng mà khi quay lại Mỹ thì chắc chắn là mình sẽ mua lại loại này. Theo là kem dưỡng ẩm và cũng là mặt nạ ngủ của Corais White Rose Plus Vitamin C Advanced Brightening Sleeping Facial. Cái này thì đã giúp mình rất nhiều trong việc làm mờ đi vết thâm mụn ở trên mặt, bởi vì cái thành phần của sản phẩm này là làm từ hoa hồng và có một lượng lớn vitamin C ở trong này nữa, nên là sẽ làm cho da sáng hơn. Và hơn nữa, tất cả những sản phẩm của Corais thì đều là làm từ thành phần của thiên nhiên, nên là sẽ rất an toàn cho những bạn có da nhạy cảm. Một điểm mình cực kỳ thích của sản phẩm này đấy là mùi. Cái này có một mùi hoa hồng rất là thơm. Tuy là khi mới dùng thì có thể là mọi người sẽ không thích lắm, bởi vì nó quá là nồng ấy. Khoảng một tuần đầu thì khi mình mới dùng, mình đã hắt xì hơi rất là nhiều mỗi khi mà dùng sản phẩm này ở trên mặt. Tuy nhiên là sau một khoảng thời gian thì mọi người sẽ làm quen với cái mùi này. Một điểm trừ, sản phẩm này thì hơi dày nên sẽ mất khá thời gian để thấm vào da của bạn. Và khi mình mới dùng 1-2 ngày đầu thì có mọc thêm 1-2 cái mụn nữa. Tuy nhiên là dùng về lâu về dài thì sẽ không có phản ứng gì cả. Và những bạn nào mà muốn làm cho da sáng hơn và loại bỏ vết thâm ở trên mặt thì có thể dùng thử sản phẩm này. Sản phẩm tiếp theo đấy là mút kẻ mắt của Em Michelle Phan. Cái này thì mình đã nhắc đến ở trong review sản phẩm của Em Michelle Phan rồi, và mình cũng dùng trong clip hướng dẫn cách trang điểm trong Giáng sinh. Nhưng mình sẽ review rất ngắn gọn. Cái này thì mình rất thích cái thiết kế của nó, bởi vì có một đầu để tán và một đầu là chì. Và hơn nữa là màu của nó thì rất là đen nên sẽ làm cho mắt mình to hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là nhiều khi dùng để kẻ mí mắt ở trong thì nếu bạn nào mà hay chảy nước mắt như mình nên khi dùng thì nhiều lúc sản phẩm sẽ bị đi xuống mí mắt dưới một chút và nhìn sẽ hơi mất thẩm mỹ. Và đấy là tất cả những sản phẩm mà mình đã dùng hết trong năm 2014. Và bây giờ sẽ là phần cuối cùng của video này và sẽ là giveaway cuối cùng của năm 2014. Ở trong giveaway tuần này thì sẽ có những sản phẩm như sau. Sản phẩm đầu tiên đấy là nước tẩy trang và nước hoa hồng của Bioderma.
sản phẩm thứ hai đấy là mặt nạ ngủ của Clinique Moisture Silk Overnight Mask. Mặt nạ này thì cũng tương tự như là kem dưỡng ẩm Clinique mà mình hay dùng, chỉ khác là cái này là mặt nạ và có thể dùng qua đêm. Sản phẩm thứ ba đấy là son bóng của Clinique, Clinique Super Bond Moisturizing Gloss. Sản phẩm thứ tư là xịt khoáng của Dr. G Hydra Intensive Skin Mist. Cái xịt khoáng này thì khi mà bạn đi làm hoặc là ngủ trong lớp mà có điều hòa hoặc là sưởi thì sẽ làm cho da mình khô hơn rất là nhiều. Và mọi người có thể xịt sản phẩm này và chỉ sau 1 phút da sẽ cảm thấy thoải mái hơn và tươi mát hơn rất là nhiều. Một lọ sữa tắm của Yves Rocher, một lọ kem bôi tay của Yves Rocher và kem bôi tay của Avène Cold Cream Hand Cream for Dry and Damaged Hands. Cái này thì dùng để bôi tay rất tốt cho những bạn mà có da tay khô như mình. Và tiếp theo là kem dưỡng cho mắt của Clinique, Clinique All About Eyes Reduce Circles Puff. Này sẽ giúp cho làm giảm quầng thâm và bọng mắt nữa. Mọi người đừng quên xem description box ở dưới để xem thể lệ tham gia giveaway của tuần cuối cùng này nhé. Mình xin chúc tất cả mọi người những ngày cuối cùng của 2014 thật là trọn vẹn và để bước sang một năm mới toàn những điều mới. Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt 4 tháng vừa qua. Vậy là đã hết cho video này rồi, hẹn gặp lại mọi người vào năm 2015. Bye!